cây thông, con tuần lộc, lò sưởi, người tuyết. Tất cả những vật phẩm trang trí Giáng sinh độc đáo này đều được làm bởi đôi tay khéo léo của chị Vũ Thị Hà Linh, 33 tuổi, ngụ tại 127B-8 Lê Văn Duyệt, phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Bằng sự sáng tạo và niềm đam mê làm đồ handmade, chị Linh đã tái sử dụng những mẫu gỗ vụn bỏ đi, biến chúng trở thành những món đồ trang trí đẹp mắt. Nói về ý tưởng làm ra những sản phẩm này, chị Linh chia sẻ do bản thân có niềm yêu thích đặc biệt với Giáng sinh. Nhờ vào kinh nghiệm làm công việc thiết kế đồ họa, chị đã mày mò thiết kế và tự làm ra những sản phẩm đầu tiên tặng bạn bè. Nhận được sự phản hồi tích cực từ mọi người, chị quyết định mở bán đến ngày nay. Những cái nguyên liệu để làm ra những cái sản phẩm handmade ở đây á, là mình làm từ vỏ cây nè. Thì những cái vỏ cây này thì mình có thể mua rẻ hoặc có thể xin từ những cái xưởng gỗ, người ta sẽ, cái đó người ta không có dùng đâu, người ta bỏ nhiều lắm, thì mình có thể xin hoặc là mình mua rẻ với giá củi đó. Rồi hoặc những cái cành cây, cành nhánh nhỏ, rồi hoặc là quế nè, quế hồi, mình rất là thích làm từ những cái thảo dược nữa, quế hồi, cam chanh, rồi vải, ví dụ như những cái vải mà thay vì người ta để trải bàn hay gì kia thì mình sẽ dùng đó để làm những cái nơ, rồi những cái chậu bằng vải luôn. Đến hiện tại, chị Linh đã mở được cửa hàng để trưng bày hàng trăm sản phẩm trang trí bằng gỗ từ lớn đến nhỏ. Tùy vào sản phẩm mà thời gian và công sức bỏ ra sẽ khác nhau. Những công đoạn cơ bản để cho ra một sản phẩm gồm phác thảo ý tưởng, chọn nguyên liệu phù hợp, dùng kìm bấm và khoan đóng đinh định hình. Cuối cùng là chỉnh sửa để hoàn thiện sản phẩm. Những cái khó khăn mà tạo ra những cái sản phẩm Giáng sinh này là hư nhiều. Mình thử nghiệm á, thì nó hư rất là nhiều, xong rồi làm lại. Làm tới chừng nào ưng ý thôi. Đến nhất nữa là cái tí trí tưởng tượng mình á, nó như vậy, nhưng mà khi mà làm ra thì nó sẽ không có được hoàn thiện như là mình tưởng tượng. Bởi vì thật ra là mình cũng tay ngang, chứ mình không phải là thợ mộc hay này nọ, thì nó sẽ không có độ chắc chắn chẳng hạn. Thì mình cũng phải gia cố nó lại, rồi hoàn thiện dần dần để ra cái sản phẩm mà tốt nhất, để khi mà mọi người mua về á, nó sẽ không có bị hư hao hay là gãy đổ. Nên là thật ra tất cả các sản phẩm của mình á, tuy là nó là thủ công nhưng mà cái nào mình cũng cố gắng làm đến cái độ chắc chắn. Khi lướt mạng xã hội hay chạy xe ngoài đường, nhìn thấy những tiệm cà phê, cửa hàng dùng sản phẩm của mình để trang trí Giáng sinh, chị Linh cảm thấy có động lực hơn để ngày càng sáng tạo ra nhiều sản phẩm. Những đồ trang trí làm từ gỗ này có mức giá dao động từ 15.000 đến 4-5 triệu, tùy vào độ lớn và độ gia công của sản phẩm. Mình tại sao mình lại chọn cái thông từ gỗ vụn mà không phải là từ nhựa cho cái dịp Giáng sinh? Thì mỗi năm thì cái dịp Giáng sinh là cái dịp mà tất cả chúng ta đều rất là háo hức, đặc biệt là với cái trang trí này, nó giúp cho chúng ta cảm thấy được là cái không khí lễ hội và cho mình cái cảm giác rất là ý nghĩa. Tuy nhiên là chỉ có 12 tháng thôi mà nếu chúng ta sử dụng từ chất liệu từ nhựa thì sẽ rất là tổn hại cho môi trường. Thì mình nghĩ rằng là những cái cây thông mà làm từ chất liệu từ gỗ, là những cái thực phẩm mà không còn sử dụng nữa, thì nó sẽ tốt hơn cho mình, có thể tái sử dụng từ năm này qua năm kia là cũng không có bị ảnh hưởng đến môi trường. Thì đó là lý do vì sao mà mình chọn cái cây thông từ cái bộ phụng, mặc dù giá có thể là nó sẽ mắc hơn. Còn một tháng nữa là đến Giáng sinh, chị Linh nhận được rất nhiều đơn đặt hàng từ mọi người. Có lẽ với người phụ nữ này, đây là những ngày hạnh phúc nhất, khi vừa có thể kiếm được tiền vừa theo đuổi được đam mê của bản thân.